bạn đã quay trở lại với Bóng Đá 24 giờ, nơi cập nhật những tin tức mới nhất về môn thể thao vua. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh bên dưới để nhận được những thông tin về các bảng xếp hạng cũng như theo dõi trực tiếp các trận đấu nhé. Và bây giờ xin mời quý khán giả cùng đến với những thông tin chi tiết. Cầu Phượng Văn Hậu gặp khó trước trận đấu với Malaysia. Trong buổi họp báo mới đây, huấn luyện viên Park Hang-seo cho biết, với trường hợp của Văn Hậu và Công Phượng, các bạn tập trung muộn hơn so với các cầu thủ khác. Công Phượng thi đấu ở nước ngoài cũng chưa có cơ hội ra sân nhiều lắm, tuy nhiên bạn ấy vẫn tham gia tập luyện đầy đủ. Sức khỏe và thể lực của Công Phượng vẫn tốt, tuy nhiên khó khăn của Phượng đó là chênh lệch múi giờ. Tóm lại, cậu ấy không gặp chấn thương, nhưng do không được thi đấu nên không biết cảm giác bóng thế nào. Với Văn Hậu thì cậu ấy không gặp chấn thương gì cả. Trước ngày về Việt Nam, Văn Hậu cũng có thi đấu ở đội hạng dưới. Văn Hậu dù bay chuyến bay khá dài nhưng có thời gian nghỉ ngơi đầy đủ. Tôi nghĩ là cậu ấy cũng có sự mệt mỏi. Chiều nay chúng tôi sẽ có thêm một buổi tập trước khi chốt đội hình. Lộ diện hai cầu thủ bị huấn luyện viên Park Hang-seo loại khỏi danh sách đội tuyển Việt Nam. Trưa nay mùng 9 tháng 10, huấn luyện viên Park Hang-seo và tiền vệ Đỗ Hùng Dũng đã có buổi trả lời phỏng vấn truyền thông trước trận đấu với Malaysia. Theo đó, vị chiến lược gia người Hàn đã trả lời câu hỏi của phóng viên về việc loại hai cái tên trong danh sách rút gọn 25 cầu thủ mà ông đã công bố vài ngày trước đây. Theo một số nguồn tin, hai cái tên bị huấn luyện viên Park Hang-seo loại khỏi đội tuyển Việt Nam đó là Phạm Xuân Mạnh và Trần Văn Kiên. Đây là điều đã được dự báo trước bởi hành lang cánh của đội tuyển Việt Nam đang rất chật chội với 6 cái tên. Chia sẻ trong buổi họp báo, huấn luyện viên Park Hang-seo tiết lộ vẫn giữ Xuân Mạnh và Văn Kiên ở lại đội tuyển và đưa sang Indonesia. Hai cái tên này sẽ là phương án dự phòng cho những trường hợp bị chấn thương. Huấn luyện viên Park Hang-seo nhận định sức mạnh của Malaysia. Huấn luyện viên Park Hang-seo cho biết, về đội Malaysia so với năm 2018, họ đã có những sự khác biệt. Họ đã có thêm cầu thủ nhập tịch. Thứ hai là khi chúng tôi phân tích trận đấu, tuyến tiền vệ của Malaysia đã chơi an toàn hơn, họ đã mạnh hơn. Đối với cầu thủ mang áo số 20, anh ta có khả năng xâm nhập vòng cấm rất tốt. Lưu ý nữa là ở hành lang cánh phải, khả năng các cầu thủ Malaysia sẽ tấn công mạnh ở đây và sử dụng những đường tạt bóng. Đây là miếng đánh mang về khả năng thành công khá cao của họ. Hai cầu thủ mà các anh chị quan tâm khi tôi phải chốt danh sách, tôi xin phép không trả lời vì tôi chưa thông báo cho họ. Tôi mong các anh chị hiểu điều này. Thầy Park tự tin trước trận đấu với Malaysia. Trả lời phỏng vấn trước trận đấu với Malaysia, huấn luyện viên Park Hang-seo cho biết, tôi không chú trọng lắm vào thành tích đối đầu trước đây, đó đã là quá khứ rồi. Tôi không thể nói giành chiến thắng bao nhiêu phần trăm, nhưng tôi muốn thắng trận ngày mai. Trong khi đó, tiền vệ Đỗ Hùng Dũng cho biết, Malaysia có cầu thủ gốc Australia, anh ta chơi khá toàn diện. Việc đối đầu với các cầu thủ không có gốc Malaysia sẽ khiến đội tuyển Việt Nam gặp khó khăn, nhưng huấn luyện viên đã có chiến thuật giúp chúng tôi tự tin trong trận đấu. Với Tuấn Anh, trận đấu Thái Lan là lần đầu tiên tôi chơi với Tuấn Anh, chúng tôi chưa thi đấu ăn ý lắm. Huấn luyện viên Park Hang-seo đã trao đổi cả với tôi và Đức Huy, Huy Hùng sao cho các tiền vệ có sự chuẩn bị tốt nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi video của chúng tôi ngày hôm nay. Hãy chia sẻ ý kiến cá nhân của mình ở phần bình luận bên dưới video. Và đừng quên nhấn like và chia sẻ video để người thân và bạn bè cùng sống trong nhịp đập của một thể thao hấp dẫn nhất hành tinh. Và nhớ nhấn vào nút đăng ký để ủng hộ Bóng Đá 24 giờ nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!